một thí sinh tố Miss Grant vì phạm quyền riêng tư, phe này ông Nawaz quá đau đầu. Ông Nawaz tiếp tục bị dân tình ném đá sau khi Miss Grant Nam Phi lên tiếng tố cuộc thi đã không bảo vệ hình ảnh cá nhân của thí sinh. Có lẽ đối với ông Nawaz, kỷ niệm 10 năm tổ chức cuộc thi Miss Grant International vô cùng đáng nhớ khi có quá nhiều lùm xùm. Sau khi bị hàng triệu khán giả quay lưng, ông lại phải đau đầu khi bị Miss Grant Nam Phi lên tiếng tố ban tổ chức đã không bảo vệ hình ảnh cá nhân của thí sinh. Cụ thể, Miss Grand Nam Phi Luzon Music đã bất ngờ cho biết cô đã kiệt sức khi tham gia Miss Grand International 2022. Tôi cố gắng hết sức lực để hoạt động cùng Miss Grand đến mức bị thiếu ngủ và thiếu chất dinh dưỡng. Không chỉ có vậy, tôi còn bị xâm phạm quyền riêng tư cá nhân khi hình ảnh tôi nằm viện bị đưa tràn lan trên mạng. Tổ chức Milizi đã không thèm giúp đỡ, ngăn chặn việc phát tán bức ảnh hoặc tìm ra ai đã đăng nó lên và họ thậm chí không xin lỗi tôi. Tôi không muốn kiện tụng gì bởi tôi vẫn tôn trọng Milizi trong khi họ không hề tôn trọng tôi. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng nó là chưa đủ với họ trong cuộc thi. Tôi đã phải chịu đựng nghe họ nói rất nhiều lần là đất nước Nam Phi của tôi chỉ là một quốc gia nghèo khổ, điều mà hoàn toàn sai lầm. Tôi chỉ hy vọng các cô gái sau này được may mắn và hy vọng các cô có thể thành công. Nhiều nguồn tin cho biết, ông Nawaz đã từng nói rằng các cô gái Nam Phi có làn da đen và đất nước của họ còn nghèo. Cư dân mạng cảm thấy ngán ngẩm khi phải nghe những thông tin không tốt đẹp về ngài chủ tịch của Miss Grand International. Nhiều người đã quay lưng và tuyên bố không theo dõi cuộc thi này nữa.